Chương 1 Đầu đo đặt người chơi cùng Vĩnh Hằng Quốc độ cùng Bruce. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Silok là một người địa hạ thành thành chủ, một người vừa mới mua xuống một khối liền hạch tâm cũng bị vứt đi địa hạ thành, tuổi trẻ địa hạ thành thành chủ. Silok mua xuống liền hạch tâm cũng bị vứt đi địa hạ thành, thực sự không phải là bởi vì tiêu thụ bán building bộ mị ma tiểu tỷ tỷ thiên hoa làng trụy tiêu thụ còn có thỉnh thoảng mị nhãn cùng quy tắc ngầm ám chỉ, cũng không phải là bởi vì này một mảnh đất hạ thành hạch tâm xung quanh vây đầy vừa thối lại vừa cứng lại không đáng tiền kim cương, càng không phải là bởi vì khoảng cách gần nhất mặt đất thế giới nhập khẩu bất quá một ngày đường trình, điều này đại biểu lấy si lốc đi mặt đất thế. Giới chỉ cần một ngày thời gian, thế nhưng mặt đất thế giới các loại quan minh trận doanh chủng tộc tới thảo phạt hắn địa hạ thành thành chủ cũng chỉ cần một ngày thời gian mà thôi. Sở dĩ mua xuống địa lý hoàn cảnh cực kém, mức độ nguy hiểm cực cao, liền ngay cả hạch tâm cũng đã vứt đi cần hao phí đại công phu trọng khải địa hạ thành, cũng không phải si dũng cảm khiêu chiến, mà là bởi vì vậy địa hạ thành là cả thế giới dưới lòng đất trẻ nhất địa hạ thành. Nói nhiều hơn nữa đều là phàn nạn, si là một cái có giả tâm có mục tiêu người, thay vì phàn nạn, chẳng dùng nhiều điểm tâm tư nhanh chóng trọng khải địa hạ thành hạch tâm, bắt đầu hắn vĩ đại công trình. Đưa vào ma lực, sau đó che từng cái một người chuyên dụng tư chương. Silok đứng ở vứt đi ảm đạm vô quan hạch tâm trước mặt, cầm trong tay tiêu thụ tiểu tỷ tỷ cho hắn địa hạ thành thao tác bản thuyết minh, bắt đầu từng bước một trọng khải địa hạ thành hạch tâm. Đến lúc đem đại bộ phận ma lực đều đưa vào đi, mệt mỏi cũng đã gần hư thoát thời điểm, Silok lấy ra cá nhân chuyên dụng tư chương, dùng chính mình máu tươi thấm đầy về sau tại địa hạ thành hạch tâm phía trên che một chút. Đương, Silok, cái tên này in huyết sắc thấm xuống dưới đất thành hạch tâm, địa hạ thành hạch tâm bắt đầu chậm chạp tản mát ra hào quang, mà, si nghe được từ trong trung tâm phát ra thanh âm trầm thấp. Sơ văn sa tuân theo triệu hoáng mà đến, ta hỏi ngươi, ngươi là ta master sao? Si nhăn cau mày, từ đầu tới cuối lại đem, địa hạ thành thao tác bản thuyết minh lật một lần. Xác nhận bản thuyết minh trong cũng không có một đoạn này, lại ngẩng đầu mê mang nhìn về phía trước mắt địa hạ thành hạch tâm, thế nào, chẳng lẽ ta mua là giả hạch tâm? Trước mắt địa hạ thành hạch tâm chờ đợi một đoạn thời gian, không có đợi đến si lốc trả lời, sau đó nói tiếp: Không phải là xuyên việt dân bản địa. Si lốc lông mày càng nhăn, tự nhủ: Hạch tâm có tật xấu a, à? không được, ta phải đi tìm tiêu thụ tiểu tỷ tỷ hàng rỡm. Quả nhiên tiện nghi không có thật là hư. Si lốc quay người ý định rời đi, phía sau hắn địa hạ thành hạch tâm gấp hô lớn: Tương lai vĩ đại địa hạ thành ma vương a. À? vừa rồi những cái kia bất quá là ta từ thế giới khác học được một ít thuật ngữ cũng không phải ta có tật xấu trả lại xin dừng bước không muốn hàng rỡm bằng không thì theo ta hoàn cảnh ta vị trí này một vạn năm cũng bán không được a à. shylock dừng bước lại này có thể tuyệt đối không phải là bởi vì sau lưng cái kia địa hạ thành hạch tâm đối với chính mình a du nịnh hót mới dừng bước lại chẳng qua là bởi vì hắn xưng hô chính mình vì tương lai vĩ đại địa hạ thành ma vương đây là sự thật Địa hạ thành hạch tâm lại rất biết nói chuyện, có phần làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng lốc cũng kinh nghiệm phong phú thành chủ, chưa thấy qua, thế nhưng không có nghĩa là lại không có A, à, khả năng chỉ là tương đối ít thấy gạt bỏ, như vậy vừa nghĩ chính mình có lẽ trả lại kiếm được. Nếu như địa hạ thành hạch tâm rất biết nói chuyện, hơn nữa suy nghĩ coi như rõ ràng, không phải là hư mất, vậy dễ dàng hơn lốc triển khai chính mình vì kế hoạch lớn. Hắn mở ra hai tay, tại trước mắt địa hạ thành hạch tâm trước mặt phát biểu thân là thành chủ đại nhân lần đầu tiên diễn thuyết. Trong 100 năm đào ra 100 địa hạ thành quái vật gian phòng, còn muốn kiến tạo 10 cái phòng bếp, 10 cái phòng thẩm vấn, 10 cái tra tấn phòng, hai cái khổng lồ sân huấn luyện sở, còn có hấp dẫn mặt đất mạo hiểm giả mê cung, đồ thư quán, bảo tàng, cùng với chính mình xa hoa phòng ngủ còn có giàu có nhất bảo tàng khố. Đương nhiên, đầu tiên chuyện làm thứ nhất, chính là tìm đến địa hạ thành nhóm đầu tiên lao công, Gobin. Về như thế nào triệu hoán Gobin, tại địa hạ thành thao tác bản thuyết minh trong, đã ghi tương đối kỹ càng, chỉ cần ma lực cùng đối ứng địa hạ thành đẳng cấp đều có thể, si địa hạ thành tự nhiên là đê đẳng nhất cấp một địa hạ thành, có thể triệu hoán địa hạ thành quái vật, cũng chỉ có Gobin, mà muốn đề thăng địa hạ thành đẳng cấp, cũng rất đơn giản, dùng tiền đều có thể, mua được hoặc là cướp đoạt kia dưới hắn thành hạch tâm để mình địa hạ thành hạch tâm đem thôn phệ, mỗi thôn phệ. Một cái, đều có thể thăng cấp cấp một. Silok tỉ mỉ xem hết bản thuyết minh về sau, ý định tiếp tục đối với lấy địa hạ thành hạch tâm đưa vào ma lực, sau đó triệu hồi ra Gobin, mở ra hắn vĩ đại địa hạ thành thành chủ kiếp sống. Chỉ bất quá Silok chuẩn bị chiêu mộ Gobin thời điểm, trước mắt địa hạ thành hạch tâm lại hô. Chờ một chút. Nếu như dựa theo thông thường phương pháp chiêu mộ Gobin, Bình thường Gobin một tháng liền cần năm cái ma thạch coi như tiền lương, không bằng thử một chút cùng thế giới khác. Gobin ký kết khế ước phương pháp, thế giới khác Gobin không chỉ không cần tiền lương, hơn nữa làm việc lại chịu khó, còn có thể cho ngươi tiền. Cho ta tiền. Vì cái gì? Silok thiếu chút không có cười ra tiếng, đời này chưa từng thấy kỳ quái như thế Gobin. Bởi vì bọn họ là khắc kim mẫu chưa a? À? Trước mắt Hạch Tâm nói như thế tuy địa hạ thành hạch tâm theo như lời, để cho Silok có phần không thể tin được, thế nhưng Silok vẫn rất tâm động, bởi vì hắn xác thực cũng không đủ ma thạch tới tiền trả Gobin tiền lương, mặc dù tại mở rộng địa hạ thành trong quá trình có khả năng hội đạo bới đến ma thạch, thế nhưng địa hạ thành vị trí địa lý đến xem, có thể đào được ma thạch tính khả năng cực kỳ bé nhỏ, tuyệt đại bộ phận cũng bị cứng trắng kim cương sở bao quanh. Tại thận trọng suy nghĩ, Silok quyết định thử dùng một chút thế giới khác Gobin bởi vì là thế giới khác sinh vật dựa theo địa hạ thành hạch tâm lời mà nói cần càng nhiều ma lực tới dựng server cũng chính là truyền tống môn kế tiếp một vòng thời gian lốc đều tại dùng chính mình ma lực cung cấp lên trước mắt địa hạ thành hạch tâm tới dựng server hoặc là nói dựng truyền tống môn địa hạ thành hạch tâm cũng rất ít cùng lốc giao lưu đợi đến rốt cục tới hoàn thành truyền tống môn dựng hạch tâm mới bắt đầu cùng lốc bắt đầu nói rõ thế giới khác tình huống bởi vì hai cái thế giới văn hóa thường sai dị, thế giới khác Gobin có thể sẽ kể một ít kỳ quái, hội cho mình lên một ít kỳ quái danh tự, bọn họ thậm chí hội tự phát kéo bè kết phái, giúp nhau giữa tiến hành giao dịch mua bán, phát sinh ẩu đã tự giết lẫn nhau, hoặc là làm ra cái khác một ít nhìn qua vô cùng ngu xuẩn ấu trĩ sự tình, hy vọng Silok có thể có điểm chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, bởi vì là hai cái bất đồng thế giới, với tư cách là địa hạ thành thành chủ, Đối với thế giới khác cấp dưới tiến hành quản lý phương thức cũng phải hơi cải biến một chút, dùng sức mạnh cứng rắn giọng điệu ra lệnh cho bọn họ cũng không phải tốt nhất quản lý phương thức, tại chính thức trên website tiến hành quản lý mới là càng thêm hữu hiệu phương thức. Về phần quan phương trang web là cái gì, hạch tâm cũng tiến hành đơn giản giải thích, không sai biệt lắm liền tương đương với hai cái thế giới giữa đại sứ quán địa phương. silot đại khái là nghe rõ, tuy cảm thấy thế giới khác Goblin yêu thích có phần cổ quái thế nhưng chỉ cần không cần mình trả tiền tiền lương liền không có bất cứ vấn đề gì, Silok đã không thể chờ đợi được triệu hoán Gobin sau đó khu khiến cho bọn hắn bắt đầu công tác. Chỉ bất quá Hạch Tâm cũng không có bắt đầu triệu hoán Gobin, mà là để cho Silok lời đầu tiên mình tiến hành tuyên truyền cùng chiêu mộ công tác, này đương nhiên cũng là tại cái đó chính thức trên website tiến hành. Muốn đi vào quan phương trang web cần Hạch Tâm làm làm môi giới, tại Hạch Tâm phía trên hiển lộ tới một người màn hình một vật còn có điều vị bàn phím cùng con chuột theo đạo hội silok giống như sử dụng silok liền nhiều một cái nhiệm vụ lấy địa hạ thành thành chủ thân phận bảo vệ cùng quản lý địa hạ thành quan phương trang web chủ yếu nhất là chiêu mộ nhóm đầu tiên địa hạ thành quái vật thế giới khác thuật ngữ gọi là đầu đo đạt người chơi silok tiến nhập quan phương trang web rực rỡ muôn màu đều là dị giới văn tự bất quá học tập văn tự đối với một người thượng vị ác ma mà nói cũng không phải cái gì độ khó quá chuyện lớn Silok rất nhanh học được thế giới khác văn tự, sau đó dựa theo hạch tâm chỉ thị, tại địa hạ thành chính thức trên website tuyên bố thiên thứ nhất chủ đề văn vẽ, toàn cầu đệ nhất khoản giả thuyết hiện thực võng du địa hạ thành. Vĩnh Hằng quốc độ, phong đo đạt sắp tới, chiêu mộ đầu đo đạt người chơi. Về phần nội dung cái gì, đó là đương nhiên là dựa theo hạch tâm đề nghị tới ghi, Silok trả lại thuận tiện cho mình địa hạ thành lên một cái âm trầm kinh khủng danh tự, Vĩnh Hằng quốc độ sau đó lại cho hạch tâm lấy một cái xuất khí danh tự, Bruiser. Tuy hạch tâm cố hết sức phản đối hai cái này danh tự, thế nhưng Silok đã quyết định hạ xuống sự tình làm sao có thể đơn giản sửa đổi đâu này. Ngay tại Silok cùng Bruiser vì đặt tên chữ sự tình tranh luận thời điểm, tại chính thức trên website đã rất nhanh có người tới nhắn lại. Màu tím chi hoa Địa Hà Thành Vĩnh Hằng Quốc Độ Cáo Từ Ta hồi dNS cục gạch đi. Lôi đình nhai tù trưởng. Nhìn qua có chút ý tứ A, à, giả thuyết hiện thực võng du A, à, ngươi xem tranh tuyên truyền mặt, họa chất ta tưởng rằng camera sao chép xuất ra. Nét đại phu. Hẹn trước, hy vọng chính thức có thể tuyển ta đường đám đầu tiên khảo thí người chơi, cam đoan 24 tiếng đồng hồ online, phát hiện BUG lập tức báo cáo. Đường thêm mấy mui. Nhìn tuyên truyền cùng giới thiệu vắng tắt cũng không tệ lắm, chính là chức nghiệp có phần ít, trước chức nghiệp chỉ có một bin A, à. hy vọng tiếp sau có thể mau chóng nhiều khai mở điểm chức nghiệp, bất quá giả thuyết hiện thực vọng du mánh lớn nhất định sẽ rất nhiều người báo danh A. À. Mọi việc như thế hồi phục rất nhanh liền bắt đầu soát bình, si lốc đổi mới một chút website, liền sẽ xuất hiện thêm vài trang nhắn lại, mà xin báo danh nhân số cũng bắt đầu tăng lên thẳng tắp, bất quá ngắn ngủn vài phút, đã có chừng 100 người báo danh. Si lốc có phần hữu đến. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chiêu mộ Goblin lại vẫn muốn xếp hạng đội xin loại chuyện này a à. hắn thế nhưng là không có ý định chiêu mộ nhiều như vậy Goblin a à. Silok nhìn về phía trước mắt Bruiser, hỏi Bruiser, này thế giới khác là Goblin thế giới sao Hạch Tâm Bruiser nói nhà không sai biệt lắm có 800 triệu nhiều thế này bất quá chúng ta cũng không cần nhiều như vậy địa hạ thành trước mắt không gian cũng trang không nhiều người như vậy chúng ta còn là mau chóng sàng lọc tuyển chọn một chút đi, tuyển một ít thái độ hảo ba, bộ dạng như vậy hội tương đối dễ dàng quản lý. Silok cũng là nghĩ như vậy, sau đó bắt đầu từng tờ một xử lý xin liệt biểu lít. Chỉ là một ngày thời gian, đã có hơn 5.000 người báo danh tham gia đầu đo đạt, mà dựa theo trước mắt vĩnh hằng quốc độ đại quy mô nhỏ đến xem, nhiều lắm là cũng liền dung nạp 100 người mà thôi, nhiều hơn nữa nhất định là không được, tuy dựa theo hạch tâm, Bruce, lời mà nói, Bọn họ không cần tiền lương, thế nhưng vui chơi giải trí luôn là cần A. Tuy Goblin ăn không nhiều lắm ít, thế nhưng những cái này đều là cần ma thạch A. Silok hiện tại trong túi còn lại tiền, cũng chỉ có thể quản. 100 Goblin 3 ngày đồ ăn, xa hơn liền cần này 100 Goblin chính mình ra ngoài đi săn. Rất nhanh Silok liền chọn lựa ra tới 100 đầu đo đạt người chơi. Chỉ bất quá tại nên tiếp những cái này đầu đo đạt người chơi lúc trước, Silok trả lại có một việc muốn làm cho bọn hắn mua quán xà beng đi đào quán. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.